Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, chỉ sau một đêm suy nghĩ, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước tòa. Bị cáo cho biết bản thân đã nhận thức được sai phạm và xin nhận tội đúng như cáo trạng truy tố, xin được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Vậy lý do gì khiến ông Đỗ Hữu Ca thay đổi nhanh như vậy? Hãy cùng chúng tôi theo dõi chi tiết câu trả lời ngay sau đây. Trong ngày xét xử sơ thẩm thứ hai, vụ án cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Ngay khi bắt đầu phiên xét xử, luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Hữu Ca đặt câu hỏi cho thân chủ rằng có suy nghĩ gì về những lời khai tại tòa vào ngày 10 tháng 4. Trước vành móng ngựa, ông Đỗ Hữu Ca trải lòng. Khi kết thúc ngày xét xử đầu tiên, đêm đến tại phòng tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi của hội đồng xét xử và lời khai của các bị cáo khác. Ông Ca thừa nhận nhận thức pháp luật của bản thân chưa đúng. Bị cáo Đỗ Hữu Ca nói tại phiên tòa, tôi nghỉ hưu, tư duy pháp luật lỗi thời, tuổi thì già, tiếp cận kiến thức mới khó khăn nên đã có những nhận thức chưa đúng. Hành vi phạm tội của tôi được mô tả trong cáo trạng là đúng, phù hợp với kết luận điều tra. Bây giờ tôi đã nhận thức đầy đủ pháp luật. Cảm ơn hội đồng xét xử. Tôi nhận tội đúng như cáo trạng truy tố. Tôi thành khẩn khai báo, xin nhận được sự quan tâm, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. Sau khi nhận tội vào sáng ngày 11 tháng 4, Bị cáo Đỗ Hữu Ca cũng chia sẻ khá dài khi được cho nói lời sau cùng. Ông Ca nhắc lại việc coi bị cáo Trương Xuân Đức như em ruột, rất xúc động khi Đức nhiều lần tới nhà chăm sóc mẹ mình lúc bị bệnh. Ông Ca nói, tôi rất ăn năn hối hận hành vi của mình và xin được hội đồng xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội. Đồng thời, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh để họ sớm trở về chăm sóc người thân. Còn bị cáo Trương Xuân Đức thì tâm phục khẩu phục với hội đồng xét xử. Bị cáo này cho biết vẫn coi ông Đỗ Hữu Ca là anh trong nhà và mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo Ca để ông sớm về nhà chữa bệnh. Ở phiên tòa trước đó, ông Ca đã kiên quyết phủ nhận việc mình nhận 35 tỷ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đức nhằm chạy án. Hai bị cáo Đỗ Hữu Ca và Trương Xuân Đức đã có màn đổ tội tranh cãi gay gắt liên quan đến số tiền trên cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ ông phan văn thắng cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra kinh tế chức vụ của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ trước khi bị bắt ông phan văn thắng từng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khám xét nhà riêng và câu lưu trong trường hợp khẩn cấp để điều tra lý do ông thắng bị bắt vì được cho có dính líu đến một số cá nhân trong vụ việc giám định thiệt hại tài sản tại trường đại học đồng nai trước khi bắt ông thắng cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng phòng tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, là giám định viên trong vụ án Trường Đại học Đồng Nai về hành vi nhận hối lộ các nguồn tin xác tín. Sở dĩ ông Thắng bị bắt vì nóng ruột chuyện em ruột là ông Phan Văn Thanh, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán Trường Đại học Đồng Nai, bị bắt giam trong vụ sai phạm ở Trường Đại học Đồng Nai. Vì vậy, ông Thắng đã tiếp cận nhiều người tham gia thẩm định giá trong vụ án tại Trường Đại học Đồng Nai. Được biết, ông Phan Văn Thắng từng là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ông Thắng được phân công giữ chức vụ trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trước khi nghỉ hưu, ông Thắng là tránh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành cáo trạng truy tố tài xế Đinh Tiến Bình, 37 tuổi, chú thị trấn Nhân Hòa, huyện Trư Pư, tỉnh Gia Lai về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đinh Tiến Bình là tài xế điều khiển xe tải biển kiểm soát 81H027, gây tai nạn khiến 3 người của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong, một người bị thương nặng. Kết quả điều tra xác định, chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023, ông Đinh Tiến Bình lái xe tải chở đá lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ Đắk Lắc đi Gia Lai. Khi qua thôn Tàu Cho, xã Ia Hơ Rú, huyện Chư Pư, xe tải này vượt bên trái xe 5 chỗ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh, 57 tuổi, chú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Đúng lúc này, tài xế Bình phát hiện phía trước làng đường ngược chiều có xe tải biển kiểm soát 47C263 do tài xế Nguyễn Tấn Sôn điều khiển, đang đi theo hướng ngược lại, nên đánh lái về phần đường bên phải và tông vào đuôi xe 5 chỗ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi bị tông, xe của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mất kiểm soát, quay ngang và bị xe tải biển kiểm soát 81H027 tiếp tục tông vào đẩy xe đi tiếp sang làn đường bên trái và tông vào xe tải biển kiểm soát 47C263. Vụ tai nạn khiến xe 5 chỗ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị vò nát, kẹp giữa hai xe tải. Thời điểm này, trên xe còn có huấn luyện viên Dương Minh Ninh, sinh năm 1975, cầu thủ Paulo Madeira Oliveira, sinh năm 1996, quốc tịch Brazil và bác sĩ Đào Trọng Trí, sinh năm 1992, chú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Vụ tai nạn khiến huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Chí và cầu thủ Paulo Madeira Oliveira tử vong tại chỗ. Riêng tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương tích nặng với kết quả giám định 44% thương tích. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển xe tải biển kiểm soát 81H027 vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn ma túy của ba tài xế đều âm tính. Kết quả xác minh tốc độ của xe ô tô biển kiểm soát 81H027 tại thời điểm gây tai nạn là 55 km/h. Từ bản cáo trạng của vụ việc, hành vi của bị can Đinh Tiến Bình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người khác được pháp luật bảo vệ, phạm vào tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với tình tiết định khung hình phạt làm chết ba người trở lên, quy định tại điểm a khoản 3 điều 260 Bộ luật hình sự với khung hình phạt bị truy tố từ 7 đến 15 năm tù. Tại Đà Nẵng, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên xét xử phúc thẩm Hoàng Văn Minh, 38 tuổi, chú Phan Giang Tháp Tràm Ninh Thuận, về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Minh là cựu thiếu tá thuộc một đơn vị quân đội đóng tại tỉnh Ninh Thuận, lái xe tông chết nữ sinh lớp 12 vào ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại thành phố Phan Rang Tháp Tràm. Theo nội dung cáo trạng tại phiên phúc thẩm, khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2022, Minh lái xe ô tô 7 chỗ chở nhiều người trong gia đình, trong đó có Huỳnh Thị Kim Hằng, vợ mình và Phạm Văn Võ, chú mình chạy trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Giang Tháp Tràm. Khi đang lưu thông, xe ô tô của mình tông vào xe máy điện phía trước do em Hồ Hoàng Anh, 20 tuổi, chú khu phố 3, phường Tấn Tài, thành phố Phan Giang Tháp Tràm chạy đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vụ tai nạn khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị hất văng vào trụ điện, chết tại chỗ. Do lo sợ ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị, Minh nhờ Phạm Văn Võ nhận là người lái xe. Khi làm việc với cơ quan công an, Phạm Văn Võ nhận là người lái ô tô gây tai nạn. Huỳnh Thị Kim Hằng cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định vợ chồng Hằng khai báo gian dối. Tiếp tục xác minh, điều tra, cơ quan chức năng xác định trong khi lái xe ô tô, Minh sử dụng điện thoại, thiếu tập trung quan sát, không bảo đảm an toàn để xảy ra va chạm với xe máy điện của nữ sinh Anh khiến nạn nhân tử vong. Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Minh đến công an thành phố Phan Giang Tháp Tràm khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 5 tháng 12 năm 2023 tại thành phố Nha Trang Khánh Hòa, hội đồng xét xử tòa án quân sự khu vực 2 quân khu 5 tuyên phạt Minh mức án 14 tháng tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 254 triệu đồng. Sau khi bản án được tuyên, Minh có đơn kháng cáo, trong đó có nội dung xin giảm án và xin hưởng án treo. Đại diện của bị hại cũng có đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội của bị cáo chưa mang tính răn đe và mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có đơn trình bày xin được thỏa thuận dân sự. Hội đồng xét xử đã công bố nội dung đơn, đồng thời tạo điều kiện để hai bên thỏa thuận nhưng phía bị hại không chấp nhận. Đơn kháng cáo của mình có nhiều nội dung nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo chỉ giữ lại nội dung xin được giảm án và xin được hưởng án treo. Đại diện gia đình bị hại vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với mình và tăng số tiền bồi thường. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Căn cứ tài liệu hồ sơ và những lời khai tại tòa, hội đồng xét xử xét thấy, tại phiên tòa bị cáo không cung cấp thêm được tài liệu chứng cứ nào mới, do đó không có cơ sở để xem xét áp dụng giảm hình phạt cho bị cáo. Mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy, hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt là 14 tháng tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Hội đồng xét xử cũng bác nội dung kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo của đại diện bị hại, sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm tăng mức bồi thường cho đại diện bị hại với số tiền hơn 306 triệu đồng.